đứng tính tiền mà chỉ có 33 đồng ăn 3 món. Phục vụ là phải nói số 1, mà đồ ăn ngon nữa. Mà cái nước mắm ở đây mà ăn bánh cuốn hoặc là bánh bèo, bánh xèo là tuyệt vời luôn. Mà cái giá nó đặc biệt là cái giá nó rẻ, chỉ có 33 đồng ăn 3 món, no nê luôn. Ok. Sáng hôm nay cả nhà đi vào thưởng thức món bánh cuốn lưu luyến này ở trên đường Euclid đó. Đây là cái menu của cái bánh cuốn lưu luyến. Trong này cũng có nhiều món. Kêu cái gì con? Con tôm. Tôm gì? Tôm chiên. Tôm chiên. Hấp dẫn không? Bánh ướt là bánh cuốn mình không sẽ là bánh thu là cái nước mắm đấy nha. Sự ớt nó mới đã. Chứ rồi mình phải xin thêm ớt trái nữa, ăn thấy cay lắm không? Đây là cái dĩa bánh cuốn là mình gọi là dĩa bánh cuốn đặc biệt nha. Đặc biệt thì nó có chả giò này, chả lụa này, chả chiên này. Rồi nó có đồ hủ này. Ăn đi. Tô bún riêu. Mình nhớ cái này là gì ạ? Tôm khương. Tôm, tôm chiên. Và nhìn cái tôm chiên của nó gọi này. Chả nè. Chả. Chả này chả cá hay sao? Không, chả cá, riêu này. Chả cái riêu. Riêu nó làm cái cục cục như vậy nè. Mình ta bún to, cái tô nhìn hấp dẫn. Và tóm lại là mình chưa ăn nhưng mà mình thấy sạch sẽ, thấy phục vụ ok. Nước bún ngon như thế nào? Ngon, nó có mùi riêu ngon. Mới ăn mà thấy ngon. Tôi bún này ăn ngon, thì cái nước nó ngon, thơm mùi riêu. Rồi mời cả nhà ăn ba món tại quán lưu luyến, bánh cuốn lưu luyến. Nghe cái tên ăn phải trở lại lưu luyến. Mình chưa ăn qua nhưng điều cái tô bún mà vợ mình mới kêu á, thì ăn thử cho vợ mình nói là ngon, cái nước nó ngon, hài lòng. Khi mà nó bưng ra hoặc là khi mình bước vào cái nhà, cái cảm nhận của mình là cái nhà mà trước mắt là sạch sẽ, cái thứ hai nữa là rất nhẹ nhàng, và cái tiệm nó không có rộng lớn, mà mình nghe nói là cái tiệm nó rất bình dân, cho nên mình vào mình thử. Thôi mời mọi người nhé, nói nhiều quá đó bụng. Chả này là chả gì? Bánh đó là bánh cống. Bánh cống, mình thử cái bánh cống này. Giòn. Bánh cống này như mình chưa ăn qua hay không? Mình không kêu nhiều. Anh thấy là lạ đúng không? Giờ đây mình thử miếng chả lụa. Mình thử từng miếng chả với từng miếng nem thử nó có ngon chả ok. Nó có đầy đủ hết nhân tôm, nhân thịt, nói chung là đủ thứ. Tại vì mình kêu cái gì đặc biệt để mình thử từng cái món của nó thử nó có cái gì, có thực cái nào ngon, rồi lần sau á mình có dịp mình ghé mình ăn thì mình kêu đúng món của nó. Ăn được không con? Là đậu hũ. Giờ mình đến thử bánh ướt không này.
cái nước mắm nó là tuyệt vời luôn, chua chua ngọt ngọt cay cay ngon lắm. Giờ mình là từ cái bánh cuốn này có nhân dài này. Cái nhân thịt nó có đầy đủ hết tất cả những gì trong tiệm mà nó có, là nó nằm trong cái gì đó đặc biệt. Cái bánh mà không có nhân đó là mình thấy ăn ok đó. Nhờ đến từ cái có nhân rồi này. Cái thịt bằm của nó làm bữa ăn mà ngon. Nhật người ta mua đồ về người ta ăn sáng ở nhà rất nhiều, mang cho cô bắt chờ cho này. Còn cái này là tôm, của mình là ba loại này. Đây là tôm. Đây là tôm nha. Tôm cũng ngon. Cái bánh ướt nó làm ngon cộng thêm với nước mắm nữa, cho nên phải nói tuyệt vời. Giờ đến cái chả giò. Chả giò ngon mà to quá. Nhiều. Tâu nó nhiều. Dĩa cũng nhiều lắm. Thật sự là cái chả giò cũng ngon. Đầu mình ăn cái kiểu này nó mới ngon như này. Bỏ rau vô. Bỏ ba loại bánh cuốn vô. Ăn được mắm. Những mắm được cạnh tranh nhiều đúng không? Không thể bánh cống hả? Đúng không? Làm bằng bột đậu xanh. Không phải ăn được, đúng không? Bánh không cũng ngon. Nó làm một cái gì rất nhiều nhé. Bây giờ mình thử món riêu. Chặt đá. Riêu ngon, cái riêu. Nước ngon, nước vừa ăn ngon. Cái tổ to cục riêu nó cái màu khác hả? Riêu ngon. Nghe mùi cua đậm đà.
Cái chả cá ngon, chả cá bụng bún riêu lắm luôn. Cái tiệm này nhỏ mà khách nó đông, chắc có là ngồi cũng đang ngồi được 30 người là cùng rồi. Cái dĩa tôm đó là người ta gọi để người ta ăn chung với bánh cuốn, mà Hị kêu một dĩa thì ăn không. I get your but if I had ketchup on the side, I'd eat all of it immediately. Bây giờ mình thử cái bánh tôm của thằng con mình chưa này. Nè, một cái cuốn ăn nước mắm luôn nè, trong nước mắm nó đang không ăn được. I love it if I catch up on it. Giòn quá. Very crispy. Ủa sao con hỏi chắc chút? Mình rất thích là cái nước mắm mà ăn bánh cuốn đó, rất thích nước mắm ngon lắm. Nước mắm này ăn bánh bèo cũng được nè. Bánh bèo nó lạc nhiều nữa cho nó. Một dĩa bánh tôm thì bánh mấy cái? Thích cái nước bún riêu này, cái nước của nó ngon, nó còn nhiều thứ đó, nó sạch sẽ, hòa nhã, rồi từ tốn, nhẹ nhàng, không có thấp thấp mà đưa ra rất đầy đủ. Rồi những cái món ăn, cộng thêm là những cái món ăn ngon vừa miệng. Đúng là cái tiệm này, nếu mà mọi người có về Nam Cali, khu Bô Sa thì ghé vào để thử. Thì đối với mình đó, thì mình cảm thấy ok. Đối với mình thì mình cảm thấy ok, mình thấy hài lòng. Cái bánh cuốn cũng hài lòng. Rồi đại khái là mình chịu thương thương đó, mà vào nhà mình yêu 3 món, ít nhất phải có 1-2 món không hài lòng. Nhưng điều cái tiệm này mình vào kêu 3 món thì 3 món đều hài lòng. Nói vậy là hiểu rồi, đúng không? Nhưng mình cảm thấy là rất số 1. Cái tiệm nó nhỏ lắm, nó nằm trong cái góc ấy. Cho nên cố gắng đi vào rồi tìm thì mới thấy. Chứ nó rất là bình dân. Nó nằm trên cái đường Euclid. Buổi sáng này gia đình anh hài lòng. Ơi, cảm ơn cả nhà nha. Tiếp tục đồng hành cùng với Hoàng Family TV để đi thưởng thức những cái món ăn ở khu Bô Sa. Ở đây nếu mình còn ở đây nữa thì mình sẽ đi review nhiều cái quán nữa để gửi đến cho tất cả mọi người. Đôi lúc có dịp về Nam Cali mà không có thời gian cho nên không biết chọn chỗ nào. Thì coi mấy clip này thì cũng chia sẻ để mọi người biết, để mà đến đúng chỗ và ăn đúng những cái tiệm ngon. Thôi bye bye nha. Đừng quên bấm like, share, subscribe. Thank you.